báo áo thiết kế 2023 ngày 10 tháng 3 2023. Màu áo thiết kế đồ đá banh.com.vn. Anh em nào yêu thích những màu áo bóng đá thiết kế thì có thể truy cập vào website đồ đá banh.com.vn để sở hữu cho mình màu áo đẹp nhất nha. Với nhiều chất liệu vải đa dạng và anh em có thể là lựa chọn cho mình chất liệu phù hợp cũng như là giá tiền của từng chất liệu vải phù hợp với mình. Đây mình sẽ giới thiệu sơ qua màu áo này. Anh em theo dõi. Đây là chất liệu vải thông lành thôi. Logo công ty được anh chuyển nhiệt này. Cổ này nè, cổ tròn. Chiều cắt size M. O tay. Rồi. Cổ phía sau thì có một điểm phối này, điểm nhấn. O tay có điểm nhấn nha anh em. Rồi, ok. Đó, đẹp. Rồi, quần cũng có một điểm nhấn. Ok. Màu áo được anh chỉnh nhiệt trước thân sau và full không bong trắc. Anh em có thể là mặc vĩnh viễn mà không bao giờ bị xuống màu và không bị bong trắc. Rồi, ok. Rồi, anh em nào yêu thích màu áo bóng đá thì có thể là liên hệ hotline này để đặt hàng nha. Thank you mọi người.